Nhân dịp Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Thầy xin chia sẻ tới quý Phật tử và đại chúng một bài kinh Phật nói về lương y. Nội dung văn kinh như sau. Kinh Lương Y. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật trú tại nước Ba La Nại, trong vườn Lộc Giã, nơi trụ xứ của các tiên nhân. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, có bốn pháp thành tựu gọi là bậc đại y vương, xứng đáng ngôi vị vua, chức phận vua. Những gì là bốn? Thứ nhất là khéo biết bệnh, thứ hai là khéo biết nguyên nhân của bệnh, thứ ba là khéo biết cách đối trị bệnh, thứ tư là khéo biết trị bệnh để về sau bệnh không còn tái phát nữa. Thế nào gọi là lương y khéo biết bệnh? Nghĩa là lương y biết dành các thứ bệnh, đấy gọi là lương y khéo biết bệnh. Thế nào là lương y khéo biết nguyên do của bệnh? Nghĩa là lương y biết rằng bệnh này do gió khởi, do đàm ấm khởi, mũi đã khởi, khí lạnh khởi, do các sự việc hiện tại khởi, do thời tiết khởi. Đó gọi là lương y khéo biết nguyên do của bệnh. Thế nào là lương y khéo biết cách đối trị bệnh? Nghĩa là lương y biết dành các thứ bệnh, nên thoa thuốc, cho mửa, cho sổ, nên nhỏ mũi, nên xông, nên cho ra mồ hôi. Có các cách đối trị như thế, gọi là lương y khéo biết cách đối trị. Thế nào là lương y khéo biết trị bệnh, rồi về sau bệnh không còn tái phát nữa? Nghĩa là lương y khéo trị tất cả bệnh, khiến rốt ráo dứt trừ, sau này vĩnh viễn không trở lại nữa. Đó gọi là lương y khéo biết trị bệnh, không còn tái phát nữa. Như Lai ứng đẳng chính giác là bậc đại y vương, thành tựu bốn đức, chữa lành bệnh chúng sinh cũng như thế. Những gì là bốn đức? Đó là Như Lai biết đây là khổ Thánh Đế, đã biết như thật. Đây là khổ tập Thánh Đế, đã biết như thật. Đây là khổ diệt Thánh Đế, đã biết như thật. Đây là khổ diệt đạo Thánh Đế, đã biết như thật. Này các tỳ kheo, các lương y thế gian đối trị với cội gốc sinh không biết như thật cách. Đối trị cội gốc của lão, bệnh, tử, ưu bi, khổ não không biết như thật. Còn Như Lai ứng đẳng chính giác là vị đại y vương, biết như thật cách đối trị với cội gốc sinh, lão, bệnh, tử, ưu bi, khổ não. Vì thế nên Như Lai ứng đẳng chính giác được gọi là đại y vương. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Trích trong Đại Tạng Kinh Việt Nam, Kinh Tạp A Hàm, tập 2, kinh số 389. Cũng nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam, Sư Thái Minh xin thay mặt toàn thể Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng gửi lời kính chúc tới các thầy thuốc, các y bác sĩ luôn được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc an vui. Chúc cho mọi người làm trong ngành y tâm như tử mẫu, thương yêu bệnh nhân như là người nhà, luôn được Phật Đà từ quang soi sáng, chữa lành bệnh tật, lại giúp cho người tin sâu nhân quả, biết nghe Phật Pháp, sống đời thiện lành, an vui giải thoát. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.